ngợi vì dỗ trẻ giúp khách. Tiếp viên trên chuyến bay của Frontier Airlines từ thành phố Tyler đến Denver đã giúp một bà mẹ dỗ dành em bé đang gào khóc. Quả là khoảnh khắc đắt giá. Đây là một câu chuyện tử tế chúng ta cần có hôm nay. Jamie Appleget Hunter, một hành khách trên chuyến bay, chia sẻ. Bài đăng của Jamie thu hút gần 5.000 lượt thích, 1.300 lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận. Người dùng mạng xã hội cho rằng thế giới cần nhiều tiếp viên hàng không như chàng trai trên. Thậm chí, không ít người tò mò tiếp viên điển trai này còn độc thân hay không đại diện hãng hàng không mỹ khen ngợi joel vì hành động quan tâm của anh dành cho hành khách và khẳng định đội ngũ nhân viên luôn nỗ lực để ai cũng có trải nghiệm bay đáng nhớ